Chào tất cả các bạn, đây là món khoái khẩu của các bạn nhỏ nhà mình nè. Chỉ với vài nguyên liệu đơn giản, các bạn sẽ làm được ngay những túi sữa chua cực kỳ thơm ngon và bắt mắt như thế này. Đặc biệt loại sữa chua này không cần nấu cũng không cần ủ và ai cũng có thể làm được. Mời các bạn cùng mình vào bếp và làm nha. Đầu tiên mình sẽ đi làm sốt trái cây. Trái cây thì tùy các bạn lựa loại trái cây nào mà mình yêu thích. Ở đây mình có dâu tây, chanh dây, việt quất, mâm xôi và kiwi. Trái cây tươi hoặc trái cây đông đá đều được. Cứ 100g trái cây các bạn cho 10g đường. Bắt lên bếp nấu từ 3 đến 5 phút đến khi nào trái cây sệt lại. Như vậy là được rồi nè. Cho ra chén để nguội. Đối với những loại quả như việt quất, dâu, mâm xôi hoặc là kiwi, các bạn vừa nấu vừa lấy cái nĩa tán cho nhuyễn ra. Và quả việt quất khi nấu xong lược qua rây để bỏ xác. Quả mâm xôi các bạn cũng có thể lược qua rây để bỏ hạt hoặc là giữ nguyên hạt đều được. Sốt trái cây làm xong để nguội, cho vào các túi hình tam giác, túi dùng để bắt bông kem đó các bạn. Và đây là túi mình sử dụng để làm sữa chua nè. Ở Đức các bạn mua trong siêu thị DM hoặc là Amazon. Ở Việt Nam thì dễ rồi, ở trên Shopee hay là các cửa hàng đều có bán. Cho sốt trái cây vào túi. Mỗi túi như vậy cho khoảng 1 muỗng cà phê. Dùng tay vuốt nhẹ để trái cây được đều túi. Nhìn màu trái cây hấp dẫn quá ha các bạn. Xong sốt trái cây, bây giờ mình đi pha sữa chua nha. Ở đây mình có 1 kg sữa chua. Sữa chua các bạn dùng loại nào cũng được. Hai trăm gram kem tươi hay còn gọi là whipping cream. Hai trăm gram sữa tươi không đường. Một trăm gram sữa đặc. Riêng sữa đặc các bạn có thể điều chỉnh theo khẩu vị của các bạn. Ví dụ như các bạn muốn sữa chua chua nhiều hơn thì các bạn giảm lượng sữa đặc xuống. Còn nếu các bạn muốn sữa chua ngọt hơn thì tăng lượng sữa đặc lên và cộng trừ là 10g. Cho lần lượt tất cả nguyên liệu vào một cái ca lớn, sau đó quậy cho thật đều và mịn. Chia hỗn hợp ra ca nhỏ rồi cho sữa chua vào túi.
Như vậy là hoàn thành rồi nè các bạn. Bây giờ chỉ cần cho những túi sữa chua này vào tủ đá ít nhất là 5 tiếng hoặc là qua đêm. Túi này dung tích 80ml. Một công thức này mình làm được khoảng 20 túi. Đặc trưng của loại sữa chua này là hơi giăm đá, không mịn như sữa chua mình làm theo cách ủ đâu nha các bạn. Nếu các bạn thích thì hãy làm cho cả nhà cùng thưởng thức. Chúc tất cả các bạn thành công và đừng quên cho mình biết ý kiến với nha. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại.